Xin chào mừng các chiến binh toán Titan. Hãy dành một tràng tay thật lớn cho tất cả các thành viên đang có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Ok. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số chuyên đề về hình học. Chuyên đề có tên là tính chu vi hình chữ nhật siêu hay. Nhắc lại cho thầy, xin mời bạn Nhã Uyên nào. Con cô là chuyên đề tính chu vi hình chữ nhật siêu hay ạ. Mời bạn Duy Anh nào. Tính chu vi hình chữ nhật siêu hay ạ. Mời bạn Tú Anh nào. Chuyên đề tính chu vi hình chữ nhật siêu hay. Mời bạn Hồng Anh. Em thưa thầy, tính chu vi hình chữ nhật siêu hay. Mời bạn Thành Thái nào. Em thưa thầy, tính chu vi hình chữ nhật siêu hay ạ. Ok. Đây, đọc cho thầy bài toán sau. Xin mời bạn Minh Khang. Con thưa thầy, con đọc. Bài toán: hình dưới đây được ghép bởi một hình chữ nhật và một hình vuông. Hỏi chu vi của hình là bao nhiêu mét? Chấm hỏi. Ok. Các bạn không cần ghi đâu nhá, tôi không cần viết vào này đâu. Mời bạn Tuấn Phong. Hello thầy. Bài toán: hình dưới đây được ghép bởi một hình chữ nhật và một hình vuông, ở chu vi là bao nhiêu mét? Ok. Nào, hãy tính cho thầy nào. Bao nhiêu bạn đang nghĩ ra bài toán này ạ? Comment cho thầy số 2 ạ. Bạn nào đã nghĩ ra comment số 2. Bạn nào chưa nghĩ ra thì comment cho thầy số 3. Ok. Với phần này thì các bạn không cần ghi đâu. Đã có thể chụp ảnh để gửi cho nhóm cho các bạn nha. Thì đây này. Để cho các bạn ok cho các bạn một phút các bạn nghĩ bài này nha, thử nghĩ nào. Nghĩ nha. Nào, được chưa? Quan trọng là phần này chúng ta chỉ cần là thầy chỉ cần giảng cho con hiểu là được nhá. Giảng con hiểu là được. Các con có đồng ý không? Thôi không phải viết nhá, không phải vẽ nhá, được không ạ? 26 mét rồi ạ. Nào, bây giờ chúng ta các bạn sẽ nhìn đây này. Bây giờ ta phải hiểu cái chu vi của hình chữ nhật, chu vi của cái hình này nó là hình để nó được ghép bởi cái hình chữ nhật nhá. Các bạn nhìn này, hình chữ nhật đây. Các bạn nhìn thấy hình thứ nhất, đây là hình chữ nhật chưa ạ? Đây, nhìn hình chữ nhật chưa ạ? Rồi ạ. Rồi. Hình thứ hai là hình vuông, nhìn thấy chưa ạ? Rồi ạ. Thì cho thầy hỏi là hình vuông thì cái cạnh bên này bằng mấy ạ? 4 ạ. Đúng rồi, rất tốt. Đây bằng 4 đúng không? Đây 4 nha. 4 luôn thầy ạ. Thì ở trên này bằng mấy ạ? 4 ạ. 4 ạ. Còn đây là mấy ạ? Đâu ạ? 8 ạ. Đấy là 8 ạ. Đây là 8. À, ok. Thế ở đây bằng mấy ạ? Ở đây bằng 2 ạ. Tôi không mừng sao biết được bằng 2. Bên sắt nó là 8 chứ 4 ạ? Không, cái đoạn này mà. Ừ, cái đó con nghĩ là 1 ha. À, đấy ạ. Hay là 3 gì đó.
2 thì nó có... Cái đoạn này là bao nhiêu ạ? 2 thầy ạ. Đoạn đấy bằng 2 luôn thầy ạ. À không, được. 1 đi. Đoạn đấy thấy nó 2. Là 1. Đoạn đấy bằng 1 thầy ạ. Đây bằng 1 à? Thế nó nhỏ hơn á. Thế đây bằng mấy? Bằng 2 ạ. Đây bằng 2 à? Nào biết đây bằng 2. Bằng 3 thầy ạ. Bằng 3. Như làm nào biết đây bằng 3? Không biết chứ. Mà làm nào biết đây bằng 1? Không biết nữa. Không biết đúng không? Không biết. Nhưng mà nếu mà các bạn có điền 3 và 1 đây thì cộng hết các cái số này ra thì vẫn đúng. Đấy. Đúng chưa? Đấy, tuy nhiên thì chúng ta đấy là cái cách ta làm mỏ. Có một cách làm khoa học hơn và dễ hiểu hơn. Bao nhiêu bạn muốn được thầy bật mí cho bí kíp này ạ? Các bạn mong muốn comment cho thầy, yes cho thầy. Nào thật sự tập trung ở đây nhé. Tất cả nhìn đây, hello, nhìn đây nào, nhìn chưa? Nào nhìn đây nhé. Các bạn nhìn này. Thấy vào phù phép này. Cái việc ta phải hiểu chu vi nó là cái gì đó. Đây chu vi là cái đường này. Từ đây chạy ra nhìn thấy màu xanh đường thứ nhất chưa? Nhìn thấy chưa? Ngon, đừng nhảy nữa. Nhìn lên đây tiếp này. Xong lên đây. Sang đây và lên đây. Các bạn nhìn cái phần màu xanh này chưa? Dạ, đó là con đất của em. Cái đó là chu vi. Tú Anh tắt mic rồi còn. Rõ rồi nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chu vi này. Bằng cách này. Cái đoạn này thầy kéo xuống dưới này, hiểu chưa? Cái đoạn bên này thì thầy kéo cho nó sang bên kia, sang đây và nó như này. Đấy, cái đoạn này thì kéo dưới này. Đó, hay chưa? Cái đoạn bên này đây thì thầy kéo sang ngoài này, hay chưa? Và cái chu vi của ban đầu nó trở thành chu vi của cái hình chữ nhật này. Tuyệt vời không? Tuyệt vời ạ. Dễ chưa? Thấy cái giải dễ hơn rồi thầy. Đây là cái này là bằng 4 đúng không? Vâng. Ta có là đầu tiên bước 1 ta phải đi tìm cái gì? Tìm chiều dài của cái hình chữ nhật mới đúng không? Vâng. Hay bằng 8 cộng 4 thì bằng 12. Thế thì hình chữ nhật là có chiều dài 12, chiều rộng là 4. Thì chu vi bao nhiêu ạ? Chu vi ban đầu là lấy 8 cộng 4 nhân 2 bằng 32. Hay không? Hả? Bao nhiêu bạn thấy bài này quá hay ạ? Hay ạ. À. Đúng. Tuyệt vời ạ. Rồi. Đó, dễ hiểu chưa? Ta chỉ phải lấy 12 cộng 4 này, đóng vào ngoặc lại. Là bằng 16, không? 16 nhân 2 bằng 32, rõ chưa? Nhỏ quá. Thế có cần phải viết đề bài không thầy? À, thôi các con ạ. Các bạn chỉ cần hiểu con thôi. Thế, con viết cần hết rồi. Thầy chụp gửi lên nhóm cho các bạn nha. Thầy đâu? Các bạn ơi. À, sao ở đây? Các bạn không cần ấy nhé. Các bạn không cần... viết. Các bạn không cần viết nhá. Được không? Thầy giảng lại cho các bạn, nếu mà các bạn chưa rõ thì giảng lại một lần nữa nhá. Dạ vâng ạ. Nào thầy giảng lại thêm một lần nữa thì đỡ phải viết, viết cái này nó dài lắm, được không các con? Đây hình này. Ban đầu là hình như này. Đúng không? Đúng không? Nhưng nó chỉ có cho biết thế này thôi, việc cách làm này chúng ta phải hiểu đâu là chu vi của nó là hình nào. Đây chu vi đây. Cái màu xanh này. Rõ chưa? Thì ta sẽ kéo cái đoạn dài đoạn này này, ta tròn dưới đây. Được chưa? Cái đoạn ngắn bên này ta kéo sang đây. Thế bây giờ cái chu vi hình ban đầu nó trở thành đúng chu vi hình chữ nhật, có đúng không các con? Cái thời bài nào cũng làm như vậy ạ. Cách làm những cái dạng bài mà hình nó cắt cắt như này thì là làm như vậy đúng không?
Tạo hình viên bắn ạ. Hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Và chỗ này nó chính là cái hình này. Đấy chính là hình chữ nhật, tính chu vi chữ nhật này, đây có 8 có 4 bằng 12. 12 cộng 4 16, 16 nhân 2 bằng 32. Dễ hay là rất dễ ạ? Comment cho thầy ạ. Bao nhiêu bạn thấy bài này dễ hay rất dễ? Rất dễ ạ. Thú vị không ạ? Thích không ạ? Thầy ơi thầy. Thầy đây. Là thế cái đoạn 3 cm kia thì để đâu ạ thầy? Đoạn nào nhỉ? Nói lại cho thầy, nói to lên chút nào. Đoạn cạnh hình vuông. Cái đoạn cạnh hình vuông 3 cm đấy ạ. Không có đoạn nào 3 cm cả. Bạn nào nói đang hỏi thầy đấy. Em ạ. Hồng Anh à? Thằng bé không ạ? Hồng Anh nói bé, thầy chưa nghe rõ đâu. Hồng Anh nói lại đi. Cái đoạn ở giữa của cái hình vuông ban đầu ấy thầy. Đây thầy bật cho vẽ nha, bật cho chỉ nào. Cái đoạn đằng trước cái. À, đây á. Đúng không ạ, cái đấy á. Đoạn này việc tính chu vi ta có tính phần này không? Chu vi là cái đường băng ngoài mà. Hiểu chưa? Thì cần đi phải tính bên trong. Không, nếu bạn chưa hiểu thì phải giảng cho bạn hiểu, cái đấy tốt mà. Hay không ạ? Bao nhiêu bạn thấy phần này nó quá hay ạ? Hay rồi ạ. Hay đúng không? Thế bây giờ tương tự nhá. Tương tự này, làm cho thầy bài sau. Rồi đây. Chờ thầy. Làm cho thầy bài sau. Mất rồi. Em không thấy đâu luôn á. Thôi được rồi, bây giờ nhá. Thầy ví dụ thôi. Bây giờ thầy thay cái này, thay cái số này. Nó không phải 8 mét mà đây nó là 12 mét. 12. Mà đây nó không phải là 4 nữa, mà đây nó là 6 mét. À. Nào bây giờ thử tính cho thầy xem là chu vi của cái hình này bao nhiêu. 40 ạ. Tính nhanh thế. À. Thành Thái không nghĩ à, Thành Thái không nghĩ mà sao mà tính siêu ấy. Con tự tính trong đầu luôn thầy ạ. À đúng rồi, 12 ta cộng 4 này là 16 đúng không? 16 cộng 4 bằng 20, 20 nhân 2. À xin lỗi. Xin lỗi, không phải đâu. Đây là 6 không phải 4 đâu Thành Thái ạ. 12 cộng 6 không phải 4 nào, thay 4 rồi mà. Thì đây là 6 này. Thì bằng bao nhiêu? Đầu luôn mấy cái này hả? Bằng bao nhiêu ạ? 6 rồi ạ. Lấy 12 cộng 6 bao nhiêu? 12 cộng 6 là bằng 18 ạ. Sau đó 18 cộng 6 nhân 2. 18 cộng 6 nhân 2 ạ. 18 cộng 6 bằng 24, 24 nhân 2 bao nhiêu? 24 nhân 2 bằng 3 bằng 36 ạ. Kiểm tra lại đi, nhân 2 đặt tôi tính nha. 48. 48, 48 đúng không? 48. Hay chưa ạ? Bao nhiêu bạn thấy bài này nó rất là hay rồi ạ? Rất là hay. Thế thôi nhá, không cần viết đâu nhá. Rồi, hiểu rồi. Thầy giảng lại. Bạn nào ấy? Bạn nào vừa nhờ thầy giảng lại, thầy giảng lại cho. Tú Anh à? Dạ. Ok nhá, ok, không sao. Nào bây giờ thầy hỏi Tú Anh này. Tú Anh bật mic lên thầy hướng dẫn nhá. Dạ. Bây giờ con hiểu cái cách hiểu tính chu vi hình ban đầu là hình nào chưa? Rồi. Nó chính là cái phần chu vi, nó là cái này này. Cái đường bao quanh này này, hiểu chưa? Dạ. Bao quanh này này, bao quanh đây này. Bao quanh đây này. Chạy dọc 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 đây này. Đó, đấy là chu vi nhá. Thế thầy vẽ thì nó chạy như này này. Chạy. Đấy. Đấy. Ra đây. 4 mét. Lên đây, xuống đây. Rằng đấy là đấy chu vi, hiểu chưa? Dạ. Thế thầy cho cái đoạn thẳng này thầy kéo xuống dưới này. Thì tất nhiên lúc kéo thì thầy sẽ xóa bớt nó đi, đúng không? Dạ. Cái đoạn bên này, đoạn ngắn ngắn này. Thầy lại kéo hẳn sang bên ngoài này, chạy sang đây. Thì thầy được cái đường này. Và bây giờ nó trở chu vi trở về tính chu vi của hình chữ nhật mới này. Dễ không? Dạ. Và chu vi chữ nhật trước vừa học rồi đúng không? Bằng dài cộng rộng nhân 2 đúng không?
Thì chỗ này ta chưa biết cái chiều dài này là bằng bao nhiêu, nhưng ta biết được 8 rồi, ta biết được 4 rồi, 8 cộng 4 là 12, hiểu chưa? Dạ. 12 cộng 4 này 16, rồi tất cả nhân 2 bằng 32, hay không? Dạ. Chú anh hiểu chưa con? Rồi. Ok. Thế thôi nhá. À, tiếp theo. À, thôi thế thì thế này đi. Thầy cho các bạn viết viết phần bài giải đi nhé. Có cần viết bài giải không? Không ạ, con thôi hiểu nhé. Rồi. Không cần thì thôi, hiểu rồi con thôi hiểu, nhé. không cần nữa. Ok, thế thì thầy sẽ làm tiếp theo. Tiếp theo là chuyên đề đếm hình siêu tốc. Phần này đã được học một số bạn được biết rồi, nhưng hôm nay sẽ dạy kỹ hơn. Nhắc lại cho thầy tên chuyên đề. Xin mời bạn Minh Khang. Thầy có viết được vở không thầy? Có viết tên chuyên đề vào. Con thầy cho con đọc chuyên đề đếm hình siêu tốc. Tốt, là mời bạn Nhã Uyên. Nhỏ quá có. Dạ. Yeah. Nhỏ quá. Nhỏ có. Tôi cho một chú ý mặt sạch nữa. Con vào lớp con thế này. Thầy nói thì gắn vô lớp TV á. Không cần đâu ạ, à. Thế này chị càng ngại càng không. Nhắc lại cho thầy nào, mời bạn Tuấn Phong. Em như thầy, chuyên đề đến mình siêu tốc. Mời Đức Huy. Chuyện này đến mình chụp. Mời Thái Bảo. Chuyên đề đếm hình siêu tốc. Ok. Thì có cần ghi chuyên đề đó vào vở? Có, các bạn viết tên chuyên đề vào. Tiếp đi thầy. Các viết xong chưa? Rồi ạ. Ok. Xong rồi ạ. Hôm nay thì sẽ không viết nhiều đâu, chỉ viết cách thôi nhá. Nó có các dạng này, đếm đoạn thẳng. Thứ hai là đếm hình tam giác. Thứ ba đếm hình chữ nhật và thứ tư là đếm hình vuông. Nên thầy sẽ dạy cho các bạn chọn bộ cái này nhá, trước các bạn mới được học. Tam giác. Thẳng và hình tam giác rồi. Nào, đếm đoạn thẳng này. Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây? Comment. Chỉ comment lời yêu cầu của thầy đấy nha. Đợi Hồng Anh đã xong. Tuấn Phong, Phúc, Tú Anh, Thái Bảo, Thành Thái, Nhã Uyên. Đã tuyệt vời, đã làm rất nhanh đúng không? Rồi Minh Khang. Thì ta chỉ việc này, ta viết ở đây các đoạn thẳng đơn này, đánh số 1, số 2. Xong ta chỉ việc lấy 1 cộng 2 bằng 3. Nhanh không? Nhanh ạ. À. Rất là nhanh luôn. Ok. Thế ta có đây có mấy đoạn thẳng? Dạ 3 đoạn thẳng ạ. À 4 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 comment luôn cho thầy. 4 ạ. 4. Kiểm tra nha. Đây này. Chúng ta cùng đếm nha. Độ sáng. 1 là thẳng đơn này. 2 là thẳng đơn này. 3 là thẳng đơn này. Bây giờ ghép đôi nha. 4 này. 5 này. Và đây là 6. Ok. Vậy mấy là thẳng? 6 ạ. Tất cả là 6 là thẳng nha. Ừ, đâu rồi? Cái này hả? Các bạn hiểu sáu đơn thẳng chưa? Rõ sáu đơn thẳng chưa? Trời thì không giảm lại. Không còn một cái này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy thầy này. Thầy ơi, con vẫn thấy màn hình trắng mà thầy. Ok, để thầy chia sẻ lại. Nhìn được chưa con? Đây rồi ạ. Từ sau gặp dạng bài toán như này ấy, thì chúng ta chỉ việc đơn giản là gì ạ? Dùng bí kíp này. Ta đánh số vào. 1, 2, 3, nhìn chưa? Cộng lại.
Đúng rồi, lấy 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Đã. Nhanh nhá. 6. 6 à? Không phải là 4 à? Cái này học qua rồi thầy ạ. Đúng rồi, học rồi nhưng mà lúc nãy vẫn có bạn là không nhớ, qua được thầy hướng dẫn lại. học qua và lúc nãy có bạn bảo là 4 đấy. Ok. Chả thì quên rồi. Chú Anh đã rõ chưa con? Rồi. Nào, việc tương tự như thế các bạn có sẵn sàng để đếm cho thầy số lần thẳng mình tiếp theo không? Con rất sẵn sàng. Sẵn sàng. Nào. Đếm cho thầy có bao nhiêu lần thẳng cho hình như đây. Comment. Nào, thầy sẽ đọc 10 bạn sang đầu tiên nào. Thái Bảo số 1, rất nhanh. Hồng Anh số 2, Phúc số 3, Khang số 4, Tú Anh số 5, Thành Thái số 6, Nhã Uyên số 7, Tuấn Phong số 8, Đúng nào rồi. nhanh khẩn trương. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Còn Đức Huy, thầy chưa thấy Đức Huy comment. Đức Huy và ai chưa comment? Duy Anh. Duy Anh và Đức Huy chưa comment. Tắt đi lên cái gì đây trời. Một, hai, ba. Một. Hôm qua tôi có đây cho ăn đồ ba. Mới có 8. Đức Huy rồi. Hai lên. Bạn Duy Anh chưa thấy comment nhỉ? Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Hey. Duy Anh bảo là học rồi hiểu rồi mà sao không comment được Duy Anh? Ok nha. Ok, và đây ta chỉ việc viết các số đơn thẳng thôi. Bố số đơn thẳng đơn 1 2 3 4 lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 bằng 10 nhanh không? Thầy ơi, tự nhiên cái đầu con nó tự suy luận ra là đây có 5 lần thẳng cộng 2 lần lại với nhau thì thế. What? Không không Vậy làm thế hả? được Thành Thái nha, Được rồi. vì nó không đúng với mọi trường hợp. Có thể cái cách suy luận của con nó cũng rất là tuyệt vời là nó đúng cái này nhưng mà nó không đúng với mọi trường hợp. Ok, Cái thầy đúng hơn nhé. nào tiếp theo Vậy có đếm nghĩa cho thầy số không? đoạn thẳng của hình sau đây, hình A, và comment. Thầy sẽ đọc 10 bạn comment đầu tiên. À, Minh Khang số 1, Phúc số 2, rất nhanh. Hồng Anh số 3, Tú Anh số 4, Thành Thái số 5, Tuấn Phong số 6, Thái Bảo số 7. Thái Bảo lại còn combo luôn này. Thì cứ bảo cái nào làm đúng cái đó thôi. Chưa, Minh Khang chưa comment, chưa bảo comment hình số 2. Comment sai phạm luật là bị thẻ vàng ấy. Thế vàng rồi lại bay ra khỏi lớp đấy. Không bay ra khỏi lớp, làm gì nó bay ra khỏi lớp, nhưng mà làm đúng rồi đó Ừ. nha. Tú Anh Được chỉ được dọa các bạn thôi. Tú Anh comment chưa? rồi ạ. Em con À. mới ngồi này. Đây, Nhã Uyên. Chưa mà thầy chưa bảo comment cái phần tiếp theo. Ok rồi, chúng ta chỉ việc lấy 1 cộng 2, 1, 2, 3, 4, 5 2, đúng không? 3, 4, 1 cộng 2 cộng 6. 3 cộng 4 bằng 5 bằng 15. Comment cho thầy hình B. Bắt đầu comment, bắt đầu. 9, 1, 3, 6, Rồi, 7. Nhã Uyên lâu lắm rồi lấy Nhã Uyên lại lên số 1. Rất nhớ Nhã Uyên. Nhã Uyên số Em dùng 1, máy Minh tính Khang rồi số ạ. 2, Thành Thái số 3, Phúc số 4, Tú Anh số 5, Tuấn Phong số 6, Em mình để số 5. Thái Bảo số 5, 7. 6, 9, 0, 0, Thái 9, Bảo, 1, 3, Phúc 6, bằng 4, 7. Đức Huy và Duy Anh chưa thấy gì nhỉ? Chưa thấy comment nhỉ? Tú Anh ơi, tắt micro con. Rồi Đức Huy số 8. Duy Anh đâu? Duy Anh ơi. Dạ em đây ạ. Duy Anh có bị khó khăn thì phải comment không? Thầy không thấy con comment.
Em đang dạ em mới dùng cái máy này nên chưa quên. À thôi được rồi, ok rồi, tiếp theo nhá. Và ta chỉ việc đánh số này 1 2 3 4 5 6 cộng hết lại bằng 21. Chúc mừng các bạn có kết quả là 21. Tuyệt vời. Ok. Tiếp tục. Tiếp theo là đếm số hình tam giác. Đây. Cho thầy biết có bao nhiêu hình tam giác trong hình dưới đây. Comment. Wow, nhanh thế này. Thầy mới quay đi quay lại, các bạn đã comment rồi. Ừ, học rồi mà thầy. À, Tuấn Phong số 1, Phúc số 2, Hồng Anh số 3, Thái Bảo số 4, Tú Anh số 5, Minh Khang số 6, Thành Thái số 7, Nhã Uyên số 8. Đây, cái này rất dễ đúng không ạ? Ta chỉ phải đánh số là 1, 2, 3. Sau đó lấy 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Nhanh không? Nhanh quá. Rồi, chúc mừng các bạn có kết quả là 6 nha. Đức Huy hiểu chưa con? Rồi thế ạ. Ok, tốt rồi. Đấy là cách làm hình tam giác cũng giống như đoạn thẳng thôi. Ta chỉ việc đánh số rồi cộng lại là xong. Và cho thầy biết là hình sau có bao nhiêu hình tam giác. Comment. Pew. Wow, Minh Khang số 1. Phúc kiểm tra lại, Hồng Anh số 2. Thái số 3, Phúc số 4, là Thái Bảo. Tú Anh số 5, Thành Thái số 6, Nhã Uyên số 7. Đức Huy số 8. À, tuyệt vời. Ok, rồi, dễ đúng không? Đánh số 1, 2, 3, 4 cộng hết lại là xong. Nhanh không? Nhanh. Rất nhanh mà không sợ nóng thầy ạ. Ok, tiếp theo. Nào, đếm nhanh cho thầy hình này bằng bao nhiêu? Comment. 5. Được rồi. Rồi. Dễ đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 bằng 15 hình. Thôi phần này sẽ ở đây. Bây giờ hình này có bao nhiêu hình tam giác đây? Đây. Đó, Thành Thái, Nhã Uyên, Tuấn Phong, Đức Huy, Phúc, Thái Bảo. Ok, đây cái bài này đây. Tôi có nhắn một lần thôi Phúc ơi. Ta nhìn ta viết 1, 2. Ở dưới cũng 1, 2 thì có 2 lớp đúng không ạ? Lớp ở trên ấy. Thì ta chỉ việc lấy 1 cộng 2 bằng 3. Lớp ở dưới cũng lấy 1 cộng 2 bằng 3. Vậy tổng là bằng 3 cộng 3 bằng 6. Hay không? Dễ không? Tuyệt vời đó, các bạn hiểu chưa ạ? Với cái bài toán mà tam giác mà có hai tầng như này thì ta cũng đánh số này, ta cộng hết ở tầng ở trên xong cũng tầng ở dưới này. Không thầy, con không dùng kiểu thầy đâu, con dùng kiểu đếm thôi thầy. À, kiểu đếm thì tốt rồi. Hiểu đếm không hiểu. Các con hiểu chưa? Con đóng lại. Rồi hiểu rồi ạ. Hiểu rồi nha. Đức Huy hơi quên
Ok, không sao. Đức Huy thì có lẽ là cũng học lâu lâu rồi. Nào, đến cho thầy bài này có bao nhiêu hình tam giác? Comment. À, phải chú ý nha, phải tinh tế nha, không là mình nhầm không. À, các bạn đã sửa lại rồi. Hồng Anh số 1, Thành Thái số 2, Nhã Uyên số 3, Đức Huy số 4, Đức Huy số 5, Minh Khang số 4, Tuấn Phong số 6, Thành Thái số 7, Tú Anh số 8, Thái Bảo số 9. Ok. Ở đây ta lại đánh số 1. Đây cách làm nhanh này, ta đánh số đây là 1 này, 2 này, 3. Ta lấy 1 cộng 2 cộng 3 thì bằng 6. Xong ở dưới ta viết là 1, 2, 3. 1 cộng 2 cộng 3 có bằng 6. Vậy 6 cộng 6 bằng 12. Hiểu phần này chưa ạ? Bao nhiêu bạn hiểu hay là rất hiểu rồi ạ? Comment cho thầy. Hay là ve đi hiểu. Viết xuống. Đây, thú vị không ạ? Mega mega đó là gì hả Thái Bảo? Ok rồi, tuyệt vời nha. Vậy đến hình tam giác hiểu chưa? Bây giờ đến hình chữ nhật. Mega hiểu Thì thầy dạy cho các bạn ba cách đến hình chữ nhật này. à, gì đây Đếm như thầy đây, ở đây có bao nhiêu chữ nhật đây? gì mà 46 luôn vậy trời. Hiểu không nói nổi hả? 6 thôi ạ. Đúng rồi, 6 rồi nha. Sống nhầm bạn. Ừ, là Nào, tiếp gì? theo, tụi anh Đâu tắt mic sao đi con. luôn. Ừ, dạ trời chút. Đây. Hình này có bao nhiêu hình chữ nhật? Đấy mới là vấn đề đây. 10, 10 như là không phải rồi. Không phải 10 rồi. À, các bạn comment là 9, đúng rồi. Chín á. Nhã Uyên số 1, Tuấn Phong số 2, Thái Bảo số 3, Đức Huy số 4, Hồng Anh số 5, Tú Anh số 6, Minh Khang số 7, Phúc số 8. Ok. Đây, cách làm bài này nhá. Bài này chúng ta phải có võ, chúng ta làm mới hay. Cách làm này, ta đếm từng hình là một cách nhá, đếm từng hình, cứ từng hình là. Đúng không ạ? Cái cách đấy biết rồi. Đếm nhanh nhỉ, ta đánh số cạnh này 1 2. Bên này dưới này cũng 1 2. Thì ta viết là 1 cộng 2 bằng 3. Bên này là 1 cộng 2 cũng bằng 3. Sau đó thầy lấy này 3 này. Thầy nhân với 3 này. Thì bằng 9. 3 nhân 3 bằng 9 hình chữ nhật. Nhanh không ạ? Hay không ạ? Bài bạn thấy bài này rất là nhanh nhỉ? Comment cho thầy. Nhanh ạ. Nhanh hay rất nhanh Nhanh ạ? ạ, rất là nhanh ạ. Đó, nhưng mà đây mới là bài siêu nhanh này. Cái bài này nó chỉ làm nền cho cái bài này thôi. Bài là hay này. Đâu, cái nào nhanh nhanh ạ. À, đâu. Đấy, bài này này. Thì các bạn dùng cách trên nó mới nó siêu 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 tốc độ này. Lấy giấy nháp ra viết vào thì mới nhanh được. 18 ạ. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. À, Minh Khang, Thành Thái, Minh Khang, Tú Anh, Hồng Anh, Phúc, hay không? Điêu Huy, Thái Bảo. À, tuyệt vời. Thì bài này chúng ta chỉ việc là gì? Ta đánh số 1, 2 này. Phía dưới này chúng ta cũng viết 1, 2, 3. Bên này, cạnh bên này, ta lấy 1 cộng 2 bằng 3. Dưới thì lấy 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Sau đó thầy lấy 3 này.
Thầy đem nhân với 6 này. Thầy 3 nhân 6 bằng 18. Hay không ạ? Hay là quá hay ạ? Hay ạ. Hay không ạ? Bao nhiêu bạn thấy con có thích cái phần này không? Rất thích ạ. Ok, đây. Các bạn. Quá hay và quá nghi, quá nhanh. Quá nhanh đúng không ạ? À, bây giờ các bạn sẽ dành mỗi bạn comment cho thầy vào ô chat của nhóm nha. Ô nhóm chúng ta này. Từ bây giờ các bạn comment cái cảm nhận của các bạn hôm nay, bài học hôm nay. Bao nhiêu bạn thấy là bạn ấy nó quá hay hay là rất thích. Thì bạn hãy viết vào rất trong cái nhóm. À. Nhớ là phải viết vào cái nhóm Zalo chúng ta nhé. À, xin lỗi. Từ bình tĩnh. Mình tính nha, chờ thì chút. Nhưng mà em bấm vào luôn rồi. Không, từ. Ok, mình tính nha. Em tắt cái đó rồi. Thế khóa chat rồi. Ok, các bạn sẽ bình luận comment vào nhóm đó nha. Nhóm link thứ 3 này á thầy. Nhóm sao con? Nhóm toán Titan lớp 3 nha. Dạ. Nào các bạn hãy bấm vào. Em bấm rồi, tham gia nhóm hả thầy? Bây giờ là tham gia nó nhóm hả thầy? Ờ, tham gia nhóm đi. Tham gia gì đây? Tham gia gì chỗ hát? À trời ơi. Wow, anh ơi, mình khẩu con là. Dạ. Ấn vào cái nào đây thầy? Đấy bạn Tí Bo, hôm nay con rất thích bài hôm nay, cách đếm hình siêu nhanh và hay, rất tuyệt vời. Bạn Minh Khang nói là rất hay và rất hiểu. Em không thấy ạ. À. Em không thấy luôn, tham gia nhóm thì nó ghi là sao? Tham gia nhóm là sao? Bây giờ bấm nào hả ba? Con mượn mày, Tú Anh mượn máy của mẹ, mượn máy của mẹ vào con vào viết nha. Mẹ trong nhóm ấy, đúng rồi. Các bạn nhanh nhạc, các bạn sẽ có 1 phút nữa thôi ạ. Chờ em xíu nha thầy. Thầy ơi, lúc nào mà thầy mở hình ảnh đấy thì các bạn mới nhắn được chứ thầy. Đây con, chính là cái nhóm này này con. Con nhắn lên đây rồi. Mà nhắn vào trong nhóm này mà Thái Bảo cũng ở trong nhóm này đấy. Con biết rồi nhưng mà con muốn xem đấy, thầy để biết ạ. Cái gì đấy, con? Thầy. Con muốn xem hình ảnh để biết ạ. Không, các con comment cái comment ra đây. Ok đấy, Tú Anh vào nhóm rồi. Nào hãy comment ạ. Đã tham gia nhóm. Nhanh nào, thầy khen bạn Minh Khang comment đã rất nhanh rồi. Thành Thái đã comment xong rồi ạ. Nếu các bạn thấy bài này rất hay là quá hay thì viết vào đi ạ. Hồng Anh. Còn Hồng Anh comment đi ạ. Các bạn comment xong rồi tặng cho bạn mình mỗi bạn một trái tim nhá. Đó, tặng cho bạn mỗi bạn mình một trái tim. Ui, Thái Bảo comment đấy không ai hiểu đâu. Thái Bảo phải comment là con thấy rất nhanh, phải có câu cú, phải có chủ ngữ vị ngữ nha. Thế bảo comment lại đi. Ngắn gọn thôi. Rất hay là rất nhanh hay là super hay. Đó. Thú vị không ạ? Tặng cho mỗi một bạn của mình comment một trái tim. Nha, chúng ta có 8 bạn này, một thì được 8 trái tim rồi. Có 9 bạn được 9 trái tim rồi. Thầy tặng cho các bạn này, chúng ta có 10 trái tim tròn rồi nha. Đó. Đấy, khi các bạn đi thi, các bạn gặp dạng bài, các bạn làm thì dễ dàng mà. Ok rồi, tốt rồi đấy. Đấy, Thái Bảo comment thế là được rồi nha. Không dài quá nó sẽ lag. Nào các bạn hãy tặng cho bạn mình mỗi bạn một trái tim này.
rồi, tuyệt vời nha. Nào chúng ta lại tiếp tục. Hôm nay thầy sẽ dạy thêm cho các bạn một cái dạng nữa. Đó là dạng đếm nhanh số hình vuông. Nào cho thầy hỏi dạng đếm nhanh số hình chữ nhật các bạn đã hiểu chưa ạ? Hiểu chưa ạ? Các bạn đếm nhanh chữ nhật đã hiểu chưa ạ? Ok, được rồi nha. Được rồi ạ. Bây giờ đếm nhanh số hình vuông này. Ây dồi, cái hình này kinh khủng. Để làm nào đếm được hình này? Hơi khoai nhỉ? Các bạn muốn thầy chỉ cái bật mí cho các bạn cách đếm nhanh. Cái này hơi nhẹ. Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. À, 24, 24 ạ, 24. 1, 2, 3, 4. Bạn chắc chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Biết cơ. Không hiểu. Ờ, cũng tiểu. 12. 40 ạ. Ờ, 40 à? Không phải đâu. Không phải, thầy chỉ cho nha. Em biết nhận này rồi thầy ạ. À. Em học cùng mẹ em rồi. Không hiểu. Nào đây thầy dạy cho cái cách đếm nhanh hình này nha. 60 à? 20. Đây cách làm này. Chúng ta sẽ đánh số ở đây cho thầy. Từ trên xuống dưới bên phải này, 1, 2, 3. Bên này 1, 2, 3, 4 được chưa? I'm reaching this level. Sau đó các bạn chỉ việc lấy nè. Cái ô lấy 3 x 4 ta gióng đây. Oh, 12. Có mà. Nào chỗ này rõ chưa? Rõ chỗ này comment số 1 cho thầy. Làm từng bước một này. Oh. Các bạn tắt micro đi nhá. Đúng rồi, rõ chỗ này 3 x 4 12 rõ chưa? Chỗ này gióng ở đây này. Hình vuông 2 x 2 đây. Thì ta so là 3 x 2 thì bằng 6. Nhìn thấy chưa? Tiếp tục ở đây 2 với cả 1 này, 2 x 1 bằng 2. Sao ta cộng chéo cái này xuống? Cộng chéo ạ. Ta có 2 cộng 6 cộng 12 bằng 20 hình. Nhanh không? Dễ chưa? 10, 20. Bao nhiêu bạn đã nắm được cái này rồi ạ? Nắm được rồi ạ. Chuyển chỗ cho máy. Ok. Em chưa rõ lắm. Bạn nào chưa rõ? Em ạ. Em tên là gì? Hồng Anh ạ. Nào Hồng Anh nhé. Thứ nhất, bắt lại từ đầu này. Thứ nhất là cái hình này, hình ban đầu con rõ chưa? Rồi ạ. Đánh số từ 1, 2, 3, 4 theo chiều ở dưới này được chưa? Rõ chưa? Rồi ạ. Bên trên mình viết là 1, 2, 3 rõ chưa? Thì ở đây ta lấy gióng này 34 thì ta nhân chỗ này ra là 3 x 4 thì bằng 12, chỗ này rõ chưa? Rồi ạ. Tiếp tục chỗ này 2 ta gióng ở đây, 3 gióng ở đây. Thấy không? Thì 3 x 2 bằng 6 rõ chưa? Rồi ạ. Thế việc chỗ này 2 ta gióng ở đây, 1 ta gióng ở đây, vậy 2 x 1 bằng 2 rõ chưa? Rồi ạ. Ta cộng tất cả cái đoạn này vào. 2 cộng 6 bằng 8, 8 cộng 12 bằng 20. Thấy dễ hiểu chưa? Rồi ạ. Hay không? Có ạ. Ok. Bao nhiêu bạn đã rõ bài này rồi? Comment là con rõ này. Em dạy rồi. Em rõ rồi. Đây, bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn bài này nhé. Em cầm trên đây xem. Nào đây, thầy có bài sao? Nào đếm cho thầy số hình vuông nhá.
Nào đếm cho thầy xem hình này là có bao nhiêu hình vuông. Thì chúng ta cùng làm nha, thầy thao tác này. Bây giờ thầy cùng làm cho các bạn nha, đánh số này. Dạ. Nào đánh số nha, 1, 2, 3, chú hiểu chưa? 12 ạ. Từ từ đã. Tiếp tục ta đánh số trên này, ta viết 1, 2, 3, được chưa? Chỗ này nhân vào với nhau, 3 x 3 thì bằng mấy? 9 ạ. 9, chỗ này 2 x 2 thì bằng mấy? 4 ạ. 4, chỗ này trên 1 lên đây, 1 x 1 thì bằng mấy? 1. Cộng tất cả này, 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 9 bằng bao nhiêu đây? 4 ạ. Hay không? Dễ hiểu chưa? Rất hay ạ. 14. Bạn đã hiểu phần này 9, chưa? 4 thì ra thêm 1 là 14. À em hiểu rồi. Ok. Được rồi đúng không? Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu trong số các bạn đã hiểu phần này hay là rất hiểu, comment cho thầy là con đây là số chat ạ. Rất hiểu. Rất hiểu hay là con rất hiểu? Viết xuống. Ok nha. Đã hiểu rồi đúng không? Ok, rất hiểu rồi thôi. Thế nào? Hôm nay các bạn thấy chuyên đề đếm hình này có thú vị không? Rất thú vị ạ. Đó thì chúng ta làm mỗi bài chỉ hết khoảng độ 20 giây, 30 giây đúng không? Thì chúng ta thi toán Titan có cơ hội để chúng ta đạt giải huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng đúng không? Vâng ạ. Ok, chắc cho các bạn nghỉ giải lao, bây giờ là 8:53, đi uống nước, vệ sinh, 8:56 chúng ta sẽ quay lại nhá. Vâng ạ. Ok. Ơ thầy, em nghỉ giải lao mấy phút ạ? 3 phút. Thầy nghỉ giải lao 3 phút nhá. Chữa đề thầy. Đúng rồi, ta chữa đề thôi. Xong học chuyên đề trong quyển này. Ok, hôm nay học hai chuyên đề nữa rồi. Nhân tên Như Quỳnh, 989-7-6. Hoàng Thị Như Quỳnh, 656-5-2. Nguyễn Anh Thiền, 956-5-4. Ok.
Hết rồi ạ. Hết rồi. Ừ. Đây ạ. Dạ học thôi. À, chúng ta sẽ chia đề nhé. Các bạn dở sách trang Hoàng Thân Bích chị con. À, dạ, có để con xóa cái của bạn này đã. Thầy ơi, chương 25 mà thầy. Sao con? Chương 2015 với cả 2016 à? Không, trước tiên cái chữ 215 đã. 15 trước thì giao các bạn làm rồi đúng không? Úi chờ em chút xíu nha. Thì em đi lấy đã. Thầy cả con làm bài đi mà con chưa nộp cho thầy. Trang bao nhiêu ạ? Trang bao nhiêu ạ? Trang số 24. Cái phần này thầy có gửi video ở trên nhóm ấy, các bạn đã kịp xem chưa? Từ ạ. Đây thì mở lại cho nha. Nhây. Đây. Nhìn thấy không? Vi vụ 10 năm. À nhìn thấy rồi ạ. Thế cái phần này thì về nhà các bạn tự xem, đây là các bạn thầy thầy lại chữa lại. Chữa lại đi thầy. Ok thầy chữa nha. Thế về các bạn có thể xem ở trên này được nha. Nào ok. Các bạn xong chưa? Chán rồi. Để chị học. Vâng. Nó cứ học mãi đi thì nó tôi cũng bắt chứ. Bài 1 nào. Đọc bài 1 cho thầy, mời bạn Thành Thái. Con thưa thầy, tổng của chữ số hàng nghìn và hàng chục của số 6987 ạ. Chọn phương án nào? Hàng đây nghìn, ạ. Hàng chục thôi. Đây ạ. 8 cộng 6 bao nhiêu đây ạ? 14 ạ. À 14 đúng không? Ok. 14. Dễ chưa? Dạ cái này em làm rồi. Bài 2 nha. Hôm nay An dậy trễ nên An đến trạm xe buýt lúc 9:05. Và đã trễ 15 phút so với giờ chạy. Vậy xe buýt chạy lúc mấy giờ? 8:50 phút ạ. Quanh vào phần B 8:50. Biểu thức nào có giá trị lớn nhất? 12 cộng 3 là 15. Cái này 12 nhân 3 là 14. Cái này là tổng này bằng 10. Cái này bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9. Cái này là 11. Vậy phương án A. Nào tiếp theo. Bài 4 thứ 7 ạ. Đọc bài 4 cho thầy. Mời bạn Minh Khang. Con xin thầy cho con đọc. Đọc bài 4. Bài 4. Sinh nhật của An vào ngày thứ tư. Sinh nhật của Bình sau An 17 ngày. Hỏi, sinh nhật của Bình vào thứ mấy? À. Sinh nhật của An vào thứ tư nhá. Sinh nhật của Bình sau An 17 ngày. À ơi, cái phần này hay ạ. Việc làm nào tính được? Cái này có thể là hơi lâu một chút ha thầy. Không lâu lắm, người ta sẽ làm như sau này. Em tính hay lâu á. Cách làm nhá. Ta lấy 17. Một tuần là có mấy ngày? 7 ạ. Lấy 17 chia 7 không bao nhiêu? 17 chia 7 là bằng 2. Và dư mấy? Dư 3. Thế thì ta sẽ đếm ngược thôi. Bia đang là sinh nhật của An là ngày thứ tư đúng không? Ta đếm tiếp 3 ngày tiếp theo thôi. Thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Dễ không?
Dễ chưa các em? Rồi ạ. Rất là dễ ạ. Ok. Các bạn có làm đúng không? Dạ đúng ạ. Tiếp theo. Bài số 5. Số nào dưới đây không thể là số dư khi chia một số tự nhiên cho 9? Số nào dưới đây không thể là số dư? Đúng rồi, nó chính là 9, bởi vì số dư nó không thể 9 bằng 1 bằng số chia, không phải, vì nó phải nhỏ số chia cơ, hiểu chưa? Mà 9 lại bằng rồi thì không được, hiểu rõ phần này chưa? Dạ vâng. Tí viết lên bảng 4 đến 34 hỏi tí đã viết tất cả bao nhiêu số. Wow. 31 số ạ. Bao nhiêu? 31 số ạ. Có phải 31 không? Phải, em cứ nghĩ là 30 hả? Là 31 rồi ạ. 31. Nhưng làm sao mà là 31? Cách làm nè. À đúng rồi, 31 số ta chỉ việc lấy 34 trừ 4 rồi cộng 1 nha. 34 cộng 4 bằng 30, trừ 4 bằng 30, 30 cộng 1 bằng 31. Các bạn đã hiểu tại sao là 31 chưa? Em đã chưa hiểu sao. Ta lấy cách làm này, ta lấy số cuối này trừ đi số đầu tiên, sau đó cộng 1 là xong nhá. Tiếp theo. Và bài này 8 tròn 5 thì bằng 8 nhân 5 cộng 8 cộng 5. Về 9 tròn 3 thì bằng 9 nhân 3, xong cộng 9 cộng 3, 9 nhân 3 27, 27 39 ạ. 36, 36 cộng 3 39 phương án B. 39 ạ. Khoanh vào đề đúng không? Về chu vi của hình vuông, à chu vi bên dưới ta đếm các cạnh hình vuông là xong rồi. Đếm như thầy nào. 2 ạ. Đề 3 này, 3 cộng 3 là 6 này. 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Phương án D. Dễ chưa? Các bạn thấy dễ chưa? Đã dễ rồi ạ. Ok. Nào tiếp theo. Đó, bài này hiểu không? Có bao nhiêu hình? Hiểu ạ. Có 10 hình ạ. 10 ạ. 10, rõ rồi đúng không? Hôm trước dạy rồi. Vâng ạ. Quanh vào 10. Con chỉ đi uống chữ nhau phát để. Nào bài 10 nào. Hiểu, hai số bằng 12. 88. Đúng không? Em không cảm ạ. Và em không cần biết mấy gì. Số nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu sẽ bằng bao nhiêu? 88. Hiệu sẽ bằng 88. Hiệu của hai tích này, wow, bằng bao nhiêu? 202. Không phải. 215. Thì thực ra nó là 2015 hay 2013 thì nó hơn 2 lần 1001. Được không? Đây mình hiểu là 1001 nhá, lấy 10 lấy 2013 lần. Còn bên này lấy 2015 lần, vậy ta lấy 1001 nhân 2. Lấy 1001 nhân 2. Nhân 2. Kết quả bằng bao nhiêu biết rồi đúng không? 2002. Rõ chưa? Nào tiếp theo. 12. Đọc bài 12 cho thầy nào. Nhã Uyên đọc cho thầy. Bằng 19 thầy ạ. Nhã Uyên đọc cho thầy.
Ông thử cho con đọc bài ạ. Ông Minh làm 3 bài kiểm tra. Từ 3 bài kiểm tra đều là số. Hỏi số nào dưới đây là ông thử. Dạ. Bằng 9 thầy ạ. À đâu nhầm, bằng 19 thầy. Bằng 19 thầy ạ. Bằng 19 à? Vâng ạ. Ông thử. Minh làm 3 bài kiểm tra. Số điểm 3 bài kiểm tra đều là số lẻ. Hỏi số nào dưới đây có thể là tổng của 3 bài kiểm tra? Tao cũng thử. Bài 19 nha. Tổng của 3 số lẻ thì nó là một số lẻ rồi. Bài 13, đọc bài 13 cho thầy. Mời bạn Hồng Anh nào. Em thưa thầy, Pi viết các số tự nhiên từ 1 đến 40 lên bảng. Hỏi Pi đã viết cả tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. Kết quả bằng 16 ạ. Nha, Pi viết số tự nhiên từ 40 và Pi đã viết tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia cho 5. Vậy thế nào là chia hết? Ừ, vừa rồi. Bây giờ ta chỉ đếm thôi. Đếm là 20 hả thầy? Đây là đếm nè. 1, 2, 3, 4. Cái phần này nó chia cho 5 thì có đếm không? Không ạ. Dạ không ạ. 5, 6, 7, 8. Bông 16 rồi ạ. 12, 13, 14, 15 và 16. Dễ chưa? Em không. Em tự nghĩ là 20 ạ. Nào bài 14 nha. Câu cân bên dưới vị trí bằng hỏi khối lượng của cái miếng này bằng bao nhiêu? Cái tròn. Đây là một bài so sánh này. Ta đếm ở đây có 4 này. 4 tròn đúng không? Bài 14 là bằng. Thì ta chỉ việc là bằng 3. Đánh bỏ đi mấy cái này, 4 này đi. Bên này bỏ đi 1, 2, 3, 4. Vậy còn mấy cái tất cả? 6 cái đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 và tương ứng với 2 cái này. Vậy mỗi cái bằng mấy? Mỗi cái bằng 3. Bò. Phương án B rõ chưa? Rồi ạ. Tiếp tục. Có bình nhảy. Thanh cần cắt một khúc cắt thành 10 phần bằng nhau. Mỗi lần cắt 1 phút, hỏi Thanh cắt bao nhiêu phút để cắt khúc gỗ này? 9 phút. Có bình nhảy. Nhiều nhất trên thế giới đó. 9 phút ạ. Ok. 9 phút nha. Hiểu rồi đúng không? Giờ vùng. Quay mặt 9 phút ạ. Con quay rồi ạ. 9 phút nữa. Tiếp tục. Bên này có bao nhiêu mặt? Anh này hơi khó nhìn đấy. 9 ạ. Là đúng rồi. Chín. À, con đúng rồi. Chín là chín. Giải thư thầy là chín ạ. Trời, Thanh có hai viên bi ghép thành các hình theo quy luật thì đây. Tám ạ. Thanh có thể xếp hình thứ tám ạ. Hình Thanh có thể ghép hình lớn nhất là thứ hình thứ mấy? Thứ tám ạ. Nào nào biết được nhỉ? Không, chín. Thứ 8 ạ. Rồi ok đây. Nhìn đây. Thứ nhất là hai cái ô. Cái đường ở giữa này là nó không thay đổi. Cố định nha. Đấy không? Coi như mất hai cái ở giữa. Vậy thì ta có là trên cái dưới thôi. Chỉ còn trên dưới đúng không? Vâng. Thế bây giờ ta chỉ tính một nửa ở dưới này. Một nửa là 3. Đây là 4. Đây là 5 phải không? Vâng. Thế thì ta có tổng 22 hình mà trừ đi 22 viên mà trừ đi 2 viên ở giữa. Vậy còn 20 đúng không? Vâng. Vậy cái dưới nó sẽ là 10. Rõ chưa? Vâng. Ở trên 10 dưới 10 đúng không? Vâng. Thế thì đây là 1,
là 3, 2 là 4, 3 là 5. Đếm thôi. Hiểu chưa? Hai cách khác là để số vi để trừ đi 1. Thôi ta đếm thôi. Thứ 4 là 5, thứ 4 là 6. Thứ 3 là 5, thứ 4 là 6, 5 là 7. Thứ 8 là 8. Thứ 8 là 10 đúng không? Vâng. Tiếp đi thầy. Các bạn hiểu bài này chưa? Rồi ạ. Tiếp tục nha. E là quanh vào E hình thứ 8. Đồng hồ của An bị trục trặc cách đây 3 giờ, cứ mỗi giờ nó lại chạy chậm 7 phút. Bây giờ đồng hồ An chỉ 2 giờ 45 phút. Hỏi chính xác bây giờ là mấy giờ? Trục trặc cách đây 3 giờ đúng không? Thì ta chỉ lấy 3 x 7 mà. 21. Bây giờ 2 giờ 45 cộng 21. 45 cộng 21 bằng 66. Tức là 2 giờ 66 phút, tức là mấy giờ đây? 3 giờ 6 phút ạ. Hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi ạ. Nào bài 19. Ok nào, inbox nào. Tiếp theo nhé, 19 nào. Ui, cái này có 44 khách có đọc bài 19 cho thầy nào. Mời bạn Tuấn Phong nào. Chuyện chết qua băng ba thấy ạ. 19, có 44 khách cần qua sông. Có các con thuyền lớn có thể chở được 6 người mỗi chuyến và thuyền nhỏ có thể chở được 4 người mỗi chuyến. Hỏi có bao nhiêu cách để chở hết 44 hàng khách qua sông mà không để thuyền nào chống sống. Minh Khang đọc lại cho thầy. Con thưa thầy thì con đọc. Có 44 hành khách cần qua sông. Họ có các con thuyền lớn có thể chở được 6 người mỗi thuyền và thuyền nhỏ có thể chở được 4 người mỗi thuyền. Họ có bao nhiêu cách chở hết 44 hành khách qua sông mà không để thuyền nào còn chỗ trống? À, tức là này này, cái bài này thì nó chỉ đơn giản này này, nó là vận dụng cái cách chia hết thôi. Bây giờ ta có nha, bây giờ ta có là 6 và đây là 4 đúng không? Thì bây giờ cách làm này ở đây nha, ta có là nó sẽ phải tổng 44 này, nó là bằng tổng của hai số. Thì ví dụ như ở đây ta có là 6 4 bằng 10 có bao nhiêu cách các con? 4 cách ạ. Đây này, ta phải viết như này này. 3. Cách làm nhé, đây cách làm này, ta phải làm như này này. Thứ nhất ta viết là 6 nhân 1 thì bằng mấy ạ? Bằng 6 ạ. Bằng 6. 6 nhân 2 bằng 12 ạ. Bằng 12. 6 nhân 3 18. Bằng 18. 6 nhân 4 24. Bằng 24. Tiếp theo 6 x 5 bằng 30. Bằng 30. 6 x 6 36 ạ. Bằng 36. 6 x 7 42. 6 x 7 42. Bằng 42. 6 x 8 48 ạ. Thôi không cần nhân nữa vì có 44 hành khách chứ mà đúng không? Được, vâng. Thế bây giờ từ đây nhé, nếu mà đây là ta lần lượt nè, 6 x 7 42, cái này có cách nào không? Thì cái thuyền 4 không chia hết đúng không?
Vậy cái này loại. Hiểu chưa? Dạ vui. Thôi về thì viết rõ thêm đi nhá. Bây giờ ta lấy này, ta cứ lần lượt nhá, từ trên này ta cứ lấy 44 trừ 6 thì bằng 38. Hiểu chưa? Khi nào ta cứ viết luôn này, cứ lấy tổng số người trừ đi cái số này. Tiếp theo ta lấy 44 trừ 12 thêm bao nhiêu? 32. 32. Tiếp theo ta là lấy 44 trừ đi 18 thêm bao nhiêu? Bằng 26. 26. Ta lấy 44 trừ đi 24 thì bằng 20 ạ. Bằng 20. Tiếp theo ta lấy 44 trừ 30 bằng 14 đúng không ạ? Ta lấy 44 trừ 36 thì bằng 8. Lấy 44 trừ 42 thì bằng 2. Bây giờ các em chỉ cần xác định cho thầy nè, trong các cái số này, số nào chia cho 4 thì là nó sẽ thỏa mãn đúng không? Đầu tiên là số 8. Ta làm từ trên dưới đây. Số 32 là một trường hợp đúng không? Số 20. Số 20 là một trường hợp đúng không? Vâng. Số 8 là một trường hợp đúng không? Rõ chưa? Vậy thì ta có là bao nhiêu cách? 3. Đây là một cách. Đây là hai cách. Và đây là ba cách. Hay chưa? Các bạn đã thấy dễ hiểu chưa? Đã rồi ạ. Làm như vậy có thấy dễ hiểu không các con? Dễ dễ ạ. Vậy ta sẽ quanh vào mấy cách? Ba cách ạ. Quanh vào ba cách. Cái cóp này trên đấy cho các bạn nhé. Tuyệt vời không? Các bạn thích cái cách giải này không? Các bạn đã thấy dễ hiểu chưa? Minh Khang có biết tại sao thầy phải khoanh vào 8 không? Dạ. Có biết tại sao thầy lại khoanh vào 8 không? Vì 8 chia hết cho 4, 20 chia hết cho 4, 32 chia hết cho 4 đúng không? 8 chia hết cho 4. Đúng rồi. Hiểu chưa? Mấy cái thầy khoanh vào là đều chia hết cho 4 được à? Đúng rồi. Tôi hiểu. Đấy. Bài bài 19 là xong nhá. Vâng. Bài 20. Bài 20 cũng là một cái dạng bài các con cứ thử. Với lớp 3 chỉ cần làm cách thử chọn thôi. Phi mua 2 quyển vở thì còn lại 5.000 đồng. Nếu Phi mua 3 quyển vở thiếu 7.000 đồng, hỏi Phi mua bao nhiêu quyển vở và giá bao nhiêu tiền? À, mua 1 quyển vở giá bao nhiêu tiền? 7. Thì với mấy cái cách này ta thay cho bạn được nhá. 7.000 thôi. 7 đồng. Mua 2 quyển vở thì còn lại 5.000. Mua 3 quyển vở thì thiếu 7.000. Thế bây giờ tức là ta sẽ tìm xem là mua 3 quyển vở ấy, nó nhiều hơn 2 quyển vở là mấy nghìn. Ta chỉ phải lấy 7 cộng 5 bằng 12.000. 12. Thấy không? Thầy giảng lại được không? Em không được chứ. Nào thầy nói lại nhé. Nào mua 2 quyển vở thì 5... thì còn lại tức là nó thừa 5.000 đúng không các con? Dạ. Nó thừa 5.000 nhá. Nếu mua 3 quyển vở nó thiếu 7.000, tức là ta phải thêm 7.000 nữa thì mới mua được 3 quyển vở, có hiểu không? Dạ. Thế bây giờ 5 cộng 7 thì bằng bao nhiêu tiền? 12 ạ. 12.000 thì nó đủ một quyển vở tiếp theo, hiểu không? Dễ hiểu chưa? Ừ, dễ hiểu ạ.
Bao nhiêu bạn hiểu bài này ạ? Comment là em hiểu ạ hay là con hiểu ạ? Hay không? Các bạn thấy hay không? Ok, hiểu rồi nha. Cô đây cái bài điền ô số nè. Còn nhớ không? Có. Em nhớ cũng được mà 23 hả? Nghĩa là nó là 5. Không phải 5 đâu, 23 nhân 2 bằng 46. Tổng của cái này bằng 45, 46 trừ 45 bằng điền số mấy? À 46 mới là à. Đúng không? Giữa điểm thầy ạ. Ok được rồi. Thầy đang chưa phần nào đây thầy? À phần phòng chung kết thầy Lan đang xem ấy mà. Đây này, thầy cho xem nốt cái bài 19 này xong mình nghỉ nhá. Đọc bài 19 này cho thầy. 19 trang số 30. 30. Con đi thầy con đi vệ sinh ạ. Nào bây giờ làm bài này. Năm mấy ạ à, thầy? Trang 30 nhé, bây giờ thầy dạy cho các bạn cách tư duy này. Người ta có bao nhiêu hình vuông chứa chữ A? Thì ta đếm là ta khoanh vào này. Nhưng mà khoanh vào thì nó dễ, cũng có thể là nó sẽ hơi dễ nhầm. Đây là một hình đúng không? Đâu cho các con, hình có một ô vuông nhé. Tiếp theo hình có bốn ô vuông này, ta có một hình này, hai hình này, là thầy vẽ cho màu khác. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ui nhưng mà này lát nữa là ta sẽ loạn không nhìn được đâu, nhưng không sao. Tiếp tục hình có, đây là hình có 4 ô vuông, đây là hình có 9 ô vuông nhá. Thì ta vẽ một màu khác này. Một hình này. 2 hình này, 3 hình này, đúng đây là 5 rồi đúng không? Ôi thế này khó nhìn lắm, này không hiểu đâu. Rồi cách làm như sau, cách làm này dễ hơn này. Bước 1 là đếm tổng số hình, được không? Bước 2 đếm số hình không chứa chữ A. Xong bước 3 thì lấy tổng số hình trừ đi số hình chứa không chứa chữ A, ra số hình chứa chữ A đúng không? Đếm số hình chứa chữ A. Đây. Cách làm như sau này. Thầy sẽ áp dụng cái cách mà thầy đếm tổng số hình vuông nhá. Các bạn muốn thầy dạy cách đấy không? Có ạ. Ta đếm này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 hình được chưa? Phần trên này, 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5. Nào đã hiểu, đã rõ cái bước này chưa? À rồi ạ. Thế bây giờ thì nhân nhân chéo nha, thì cứ nhân này. À, nhân chéo. Đây. Hiểu chưa? Cái này nối ở đây. Cái này thì nối ở đây.
Cái hai thì nối đây. Nó thì nối đây. Chữ A. Tiếp tục này, bây giờ ta có nha. Đầu tiên 5 x 5 thì chỗ này bao nhiêu? 25 ạ. 5 x 5 25 ạ. Đúng rồi, đây là 25. Viết màu khác đi, cho nó màu màu gì? Cam. Ê thầy ơi. Hay là cho nó màu xanh đi. Màu tím đi. Làm màu cam được, màu cam không nổi lắm. Đây, hay màu tím ạ. À? Màu tím ạ. À? Màu đen đi. Ô trời. Wow. Màu đen cũng được, màu đen đẹp vậy. 25 nhá. Tiếp theo 4 x 4 thì chỗ này bao nhiêu? 16 ạ. 16. Tiếp theo lại 3 x 3 bao nhiêu đây? Còn 9 ạ. 9. Tiếp theo 2 x 2 mấy đây? 4 ạ. 4. 1 x 1 thì mấy đây? 1 ạ. 1 này là một hình to bên ngoài đúng không? Vậy tổng hết chỗ này lại 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 9 bằng 14, 14 cộng 16 bằng 30. 25 bằng 50. Bao nhiêu hình vuông? 55 ạ. Ta có bước 1 nha. Là đến sao lại có 5 chữ A? Được 5, 5 hình vuông nha. Dạ. Cái chữ A đó. Từ từ đã, làm xong bước 1, bước 1 xong chưa? Rồi ạ. Xong bước 1 rồi, bây giờ thầy sẽ đếm tiếp là những cái hình mà nó không có chữ A nhá. Không có chữ A. Không có chữ A, ta đếm hình ngoài thôi. 5 5 chữ 1. Không, không phải đâu, ta sẽ đếm này. 5 5 bằng 1. Ừ không. Những hình không có chữ A này, ta đếm nhá. Dạ. Đếm nè, biên tôi đếm ở ngoài đếm sẽ hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 hình đơn này đúng không? 2, 24. Bước 2 nè. Thì ta sẽ đếm nha. Ta có đây là hai thứ hình đơn này này. Cộng với cộng với tiếp theo này. Bạn là Tú Anh tắt mic cho thầy con. Thầy ơi hết giờ rồi. Từ từ con đang làm, đang tư duy mà. Nào bây giờ hình không có chữ A nhá. Một hình này được chưa? Hai hình này. 3 hình nè. 4 hình nè. 4 hình nè. Luôn lên người dọc kì. Không có. Đếm giờ đếm hình cái 4 và 5 nè. 6 nè. 7 nè. 7 nè. 8 nè. 8 nè. Bên này là 9 nè. 9. 10. 10. Bên này là 10, ta đổi màu đi. 11. 12. 12. 13. Từ từ 12 hình ghép 4 nha, ghép 4 đã hết rồi. Cộng ở đây là 12. Xong tiếp tục. Đến hình ghép 3. Hình ghép 3 nha. Ghép 3 thì ở đây ta có 8, 6, 7, 5. 9 ấy. 1 hình, 2 hình, 3 hình, lại cộng 3 nữa. Rồi ta có là 24 cộng 12 là 36, 36 cộng 3 là bao nhiêu? Bằng 39. Được chưa? Rồi bây giờ đến bước 3. Ta lấy là 55 trừ 39 thì bao nhiêu hình? 75. 16 hình nha. Rõ chưa các con? Rõ. Okay.
Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhá. Vâng. Con chào thầy Thành. Từ từ. Con chào thầy Thành ạ. Ok, thầy chào các con nhá. Chào thầy. Em chào thầy. Bye bye, chào các con. Chào thầy. Chào thầy.